Tối ngày 28 tháng 12, ban nhạc người Việt tại Hungary mang tên Blue Sky đã kết hợp với hai nhóm từ thiện Cơm Có Thịt và Vì Ta Cần Nhau tổ chức đêm từ thiện hướng về quê hương tại Budapest, thủ đô của Hungary. Đêm nhạc từ thiện hướng về quê hương đã được tổ chức đầy sâu lắng tại trung tâm châu Á, thủ đô Budapest, Hungary. Tham dự chương trình có phu nhân đại sứ Việt Nam tại Hungary, tham tán trưởng ban công tác cộng đồng ông Nguyễn Viết Khuê. Các chủ tịch hội đoàn cùng hơn 500 khách mời là các sinh viên đang du học tại Hungary và cộng đồng người Việt. Những ca khúc về quê hương được vang trên đất Hungary khiến khán giả có mặt vô cùng xúc động. Chương trình thu được tổng cộng 600.000 tiền Hungary, tương đương với 60 triệu tiền Việt Nam đồng. Số tiền này được chia đều cho hai nhóm từ thiện và sẽ được chuyển tới các em nhỏ khó khăn vùng cao. Đây là một trong những chương trình quan trọng cuối năm 2014 của hai nhóm từ thiện và cộng đồng người Việt tại Hungary.